Lích ngay, hàng to anh em ơi. Lích ngay, hàng to anh em ơi. Đóng ngay anh em ơi, hàng hàng luôn. Úi ôi, hàng to anh em ơi. Đóng ngay anh em ơi, hàng hàng luôn. Úi ôi, hàng to anh em ơi. Vâng, hello và xin chào lắm cho anh em quay trở lại Phương Tài Phích Sinh nhé. Hôm nay anh em, ba anh em tôi đánh sông, anh em đánh sông nước lợ. Mọi ngày đánh nước ngọt nhiều rồi, hôm nay đánh nước lợ anh em xem nhé. Trời nó, bây giờ nó chưa có 5 giờ sáng các bạn ạ. Đấy, anh em hôm nay đi rất là sớm luôn. Này đánh, toàn đánh hàng C các bạn nhé. Em đầu tiên em tính đi đánh, tính đánh lục, chắc ở đây nó không đánh rồi, giờ sẽ đánh hàng C. Anh em bây giờ cắm chân ra đồ các bạn ạ. Cắm trước. Cắm chanh nốt đấy, giải rất nhiều cần. Ở kia xa bằng kia cũng có bác đang ngồi anh em ạ. Có bác đang ngồi đầu cống này. Ngồi rất là sớm luôn. Anh em đây đã ngồi rồi. Anh em người ta ngồi kia chắc em ngồi luôn chỗ này các bạn, bởi vì cái này nó là nước lên nước xuống, thủy triều bây giờ nó đang lên, thành ra cái bờ nó cạn nhăn anh em này. Đấy, các bạn nhìn bờ nó cạn nhăn luôn, nhưng mà tí nó sẽ cả. Ở đây giờ em nhìn thì chỉ có mỗi chỗ này đánh được các bạn, không biết cần 6m3 có vươn ra tới không, sẽ đánh ở chỗ này các bạn nhé, đánh thử xem thế nào đó. Đấy, còn khu vực kia thì anh em đang ra đồ, giờ em kê ghế ngồi luôn các bạn ạ. Bên đây nó còn trải dài tít tít ngoài kia mà không đi ra được các bạn. Này chắc phải đứng từ đầu ở trên kia thì quay ra các bạn mới nhìn được, đây là khung cua của con sông. Đấy, trên kia nó là đầu cống anh em ạ. Bãi này đẹp thôi rồi luôn ạ. Đây anh em thiết kế luôn một cái chòi tôn để tránh mưa các bạn này. Rồi giờ anh em thôi ra đồ đã các bạn. Giờ em phải mặc thêm cái áo nắm mà các bạn, ở đây nắm muỗi quá. Mới tạo một đống cần này ra đây anh em nhé. Em đánh thêm cả một cái cần máy nữa. Ở đây nắm muỗi kinh khủng luôn, em bữa đứng một phát mà đốt thôi. Mồi đẹp quá. Đạt đấy. Có đạt chất lượng anh em ạ. Và áo cũng 5 ổ đã. Phào thì đến kia rồi anh em kìa. Nhám cũng làm ổ các bác nhé. Xuống này. Thế là ok anh em ạ. Đánh một cục thôi. Cho là đánh bóng mồi. Này đánh vừa phải chờ nước các bạn. Nếu đánh hết tầm khoảng đôi tiếng nữa nước lên thì vừa tầm. Nay em đi tương đối sớm. Cỏ thì tốt quá nhỉ. Nó tí mà đẹp luôn, mấy cũng cỏ đi nhìn qua nó dễ. Xuống mồi đã. Trời. Giờ đẹp luôn mấy cũng cỏ đi anh em ạ. Đó.
chuông quả thế này. Ok. Đấy là nhắp anh em. Lịch ngay, hàng to anh em ơi. Lịch ngay, hàng to anh em ơi. Đóng rồi, chim chim các bác ạ. Hàng, nó phải thế này. Chim. Đẹp chưa anh em ơi? Wow, nó phải thế này anh em ạ. Được, được của nó đấy. Đẹp nhá. Anh em thấy phê chưa? Chim đóng thẳng cái bầu lưng luôn. Nó đè quả rất là đẹp luôn các bác ạ. Phê đấy, siêu cường đánh đẹp. Nói chung là mấy anh em này đi là thanh khóa luôn. Wow. Ơ đừng. Các bác ơi, các bác nhìn này, đây là chim sông các bác nhá, thịt nó rất là trắng. Tí nữa em sẽ ra bên ngoài mới sẽ quay cái cảnh bà con sông cho các bác xem. Đấy, đẹp chưa các bác này. Rồi, cho vào túi các bác nhá. Đây đang mượn anh này cái túi các bác nhá. Lại gắn tiếp. Lại gắn tiếp. Ôi dồi, công nhận ở đây long cá thật. Chạy thua, lại cắn tiếp anh em ạ. Đây, vừa nãy anh này lên được hai con nhồng rồi. Thế quá. Đang giật đầu cần kìa. Rồi em thả cá xuống dưới, nó trên mất anh em nhé. Phê quá. chim. Vâng vâng. Đây, em đang để nhờ ở đây các bác nhé. Bà đầm này. Đấy, ok. Đây, các bác nhìn này, anh em đang ra đồ đang xê này. Một gian cân luôn. Để quá. Ủa, đánh phê quá các bác ạ. Nước bây giờ nó đang lên bèo, đang chua kìa, nhưng mà sợ bèo chua vào lớp bỏ cơ. Béo chui vào lớp lỗ nó mới là rõ đấy anh em ạ. Này quá nhìn này. Đây, thủy triều đang gơ cơ vào này. Thủy triều đang vào sợ lớp lỗ. Đánh là chìm xuống ạ. Nước chùi mạnh thế nhỉ. Ok. Nó đẹp quả phao đẹp thật. Nick dính không? Rút, hàng này hàng to rồi. Con này to anh em ạ. Luffy. Anh em. Luffy con gì kìa. Đẹp đấy. Ôi dậy dậy dậy. À nó có một con rói kìa. Nhồng con. Nó cũng không con đâu. Ôi, nhanh. Kéo lại mất. Tay thôi. Đâu nhiều điều lại đâu bị mắc các bạn. Đâu nó cần kia cần ngoài cung. Bên cái anh em xem đi. Lisa.
đẹp 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 đẹp. Cá sông đúng không? Lấy giờ là được bữa ngon đấy nhỉ. Cái nồi chua là hợp lý. Ủa, con này to thế. Vậy mà bắt thế. Nghe hơi lỏng lẻo ấy. Phê nhỉ. Chỗ này cá là câu. Đang bị mắc tần quá. Ok. Đây, bây giờ mấy anh em đang nấu mì tôm các ạ, còn hai anh em thì đang cơ ra mồi các bác nhé. Đây, hai anh em vẫn đang làm mồi này. Trong đây được cái nó có cái nán ngồi xuống lắm các bác ạ. Phê. Đây, ném nốt mồi bèo có chui hết rồi. Nắng quá. Ô của em đây. Nhà mình cho. Hàng to anh em ơi. Bóng ngay anh em ơi, hàng luôn. Úi giời ơi, hàng to anh em ơi. Đẹp đẹp, chim coi ơi. Này còn đâu mà không phê. Con gì đây? Này còn đâu mà không phê anh em ơi. Úi giời. Wow wow. Chim. Bảo sao mà không phê. Wow. Siêu cường cáu. Quá anh em ơi. Bảo sao mà không phê các bác ơi. Mới ăn cơm xong. Đã chưa anh em ơi? Ai, chim coi, con này nó bảo nó tắm đẻ rất lâu rồi. Trắng phau. Đồ thế mà đã chứ. Đây, vừa ăn mì tôm xong. Đã một sức kia rồi. Đi. Hai con này răng nó ngập. Mới nói xong rồi. Này em đóng hai chim các ạ. Ok. Wow. Phê anh em ơi. Ê các bác nhìn này. Đã chưa? Lai mới là chim nhỉ. Phê quá, vừa mới ăn mì tôm xong anh em nhé. Phê anh em. Này các bác nhìn này. Cá tự nhiên thì khác, nó ngon thật đấy. Mai con này đến giọng được quá nhá. Phê quá. Đây, cái túi của em phê quá anh em ạ. Túi đây. Hai chim. Con này to hơn con sáng các bác ạ. Vào đây. Vào. Tuyệt vời. Xuống. Ngôi nhận là bãi cầu lên sướng thật anh em. Đây các bác ạ, anh em kia vẫn đang ngồi. Phê quá. Bèo chui tăng táng một. Chui cá táng bèo anh em ạ. Thank you.
Rồi, ok. Bèo trôi hết đi. Cái đám bèo này nó cứ trôi đi trôi lại cày quá các bạn ạ. Đấy, vừa trôi ra giờ lại trôi vào không câu được. Đấy, nó bực mình. Đầu đầu thật anh em ạ. Này, cứ trôi ra trôi vào. Đấy, bắt đầu ở chỗ mình nó đứng. Này có điên không? Đấy, lại chui ra rồi. Đấy, đánh nó dễ mất ổ lắm các bác ạ. Đấy, bắt đầu chui ra rồi. Đấy, mới đau đầu quả này. Nó lại chui đúng chỗ của mình. Đây anh em này, nó đây các bạn này, nó cái đám bèo này nó cứ trôi luồn quằn quẩn, cứ quay đi quay lại cái chỗ của em này, nó không câu được, cay thật đấy. Đấy, gió nó thổi ở đây bắt đầu nó ngất gió, mà lại cái gió ở ngoài kia nó thổi lại trôi ngược lại. Đấy, đau đầu nghe khó nhà anh em ạ. Mấy anh em đánh lăng xề bèo nó trôi suốt rồi còn đang rất bực mình kìa. Ngay tổng ngay quá wow, hoàng wow. Rô xịn anh em ạ. Ừ, được chú rô phình con đấy. À, đợt này rô phê to nào, coi nhìn nó vừa nó bênh phao phát đứng ngay, cho vào túi cho anh em nhé. Đó, em chạy ra mang nó vào túi ạ. Thank you.
Đóng ngay anh em ơi. Wow, wow. Đóng ngay anh em ơi. Wow, wow. Rồ, rồ, rồ. Em chú rô xịn. Tung người. Đồ phi. À, để một chú rô phi ngon nữa các bạn ạ. Rô phi sông. Ồ, chọn mấy nút rồi. Vào. Ok. Rô phi sông nó khỏe lắm các bạn ạ. Bọn này đặc biệt là ăn này, nó ăn nó cứ kiểu xong rồi nó bành phao lên. Bữa con bữa em dần nó cũng ăn phát nó bành phao lên. Lại thêm một con nữa vào rọ. Mắc cái gì rồi? Cái bèo. Ok. Dọn để cá con thuốc. Kéo lên các bác ạ. Ôi, nó dẫy, con chim nó khỏe thật. Rồi, vào. Tuyệt vời. Ok. Trời vẫn còn nắng chang chang nhưng mà cũng gần 5 giờ các bạn. Anh em tôi thu đồ hết rồi. May là có cái lán tôn này ở đây câu á. Thì lát em sẽ ra bên kia, đứng kia em quay cho bác xem cái cảnh con sông này nhé. Bởi vì nhìn này nó như cái đầm ấy nhưng mà không phải đầm đâu anh em. Đằng kia họ đang câu thì các bác kìa. Anh em thu đồ về các bác ạ. Đây đồ của các anh, hàng của các bác cái đánh đang xê dã màn cho anh em. Toàn cánh hồng quá. Này đánh từ ở trên này. Anh em đánh từ sáng ra bây giờ cá nó cũng chết nhiều rồi. Này có nhìn dã màn chưa. Con dòng to nhất con này hơn cân đấy. Đây là rô phi. Quá nhiều luôn. Đây đây là quả bắt thứ hai. Đánh, đây đánh không tự nhiên nước lợi nó như thế này anh em. Ở đây hàng của em đây. Giờ lấy quá xem thành quả. Được hôm nay đánh cái phần cá chim. Em nay giã được phần cá chim qua ạ. Nhưng mà ngon, để chim sông thì nó cực kỳ ngon mà thịt trắng thôi nhá. Hai con to. Đánh cần tay kéo nó. Rồi, còn tươi rói rói luôn. Ô, thật à, để đổ anh em xem. Để các bác này. Là chim sông này. Tươi rói rói. Hai chim ấy lại hai con đô phi. Đổ ra ngắm xem. Đây các bác này. Con này đi thịt cá sông trắng thật đấy. Con này chắc phải gần cân. Con này chắc phải nửa cân anh em ạ. Thì hai đô phi. Nói chung này là ngon thôi. Cá chín nó kéo rồi đã thôi rồi luôn. Tôi về thôi nhá. Hẹn gặp lại các bác trong tất cả video tiếp theo.